chào tất cả các bạn. Xấu xí, hèn nhát, kẻ cướp. Dường như rất ít người có cái nhìn tốt về loài linh cẩu đốm, một loài ăn thịt phổ biến nhất ở châu Phi. Tuy nhiên, nếu các bạn có một cái nhìn đa chiều hơn thì các bạn sẽ phát hiện thấy chúng là một kẻ săn mồi phức tạp, hiệu quả và linh hoạt, cùng với một số bí mật hấp dẫn khác nữa. Linh cẩu đốm là loài lớn nhất trong họ linh cẩu. Vâng, dù trông giống một con chó nhưng linh cẩu không thuộc họ chó nhà các bạn. Họ linh cẩu bao gồm linh cẩu nâu, linh cẩu vàng và chó sói đất. Chúng có vẻ ngoài khác thường do sở hữu chiếc cổ dài mạnh mẽ, chiều dài chân không đồng đều với chân trước dài hơn. Một chiếc bờm ngắn dựng đứng trên lưng linh cẩu đốm tạo nên kiểu tóc Mohican rất model cho kẻ săn mồi này.